Thưa quý vị, sau một năm học nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh, dịp hè năm nay, thanh thiếu nhi tại địa phương có cơ hội được hưởng một mùa hè trọn vẹn với nhiều hoạt động vui chơi phong phú, phù hợp lứa tuổi. Sau nhiều lần bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh, mùa hè năm nay, anh Trần Viết Tuấn đã có thể cho con tham gia khóa học bơi nhằm trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Mình quyết định cho con đi học hài vì nâng cao sức khỏe, tránh điện thoại, điện đồ và tham gia tích cực học hoạt động nâng cao sức đề kháng. Học bơi cũng là lựa chọn của nhiều thiếu nhi trong mùa hè năm nay, bởi đây là hoạt động thể chất mang lại cho các em nhiều sảng khoái trong ngày hè. Cùng với sự quan tâm của các địa phương, trường học, các khóa học bơi miễn phí đã được đưa về tặng cơ sở, giúp các em có thể dễ dàng đăng ký học gần nhà. Với mong muốn tạo thêm nhiều sân chơi rèn luyện, nâng cao thể chất cho thiếu nhi ngày hè, thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã nỗ lực huy động các nguồn lực xã hội, bàn giao nhiều sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi địa phương. Hiện nay thì UNICEF Việt Nam cùng với Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai được hai mô hình khu vui chơi cho trẻ em tại quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu với tổng trị giá của mô hình là 200 triệu đồng. Trong thời gian tới thì Thành đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với UNICEF đánh giá cái hiệu quả sử dụng cũng như là cái nhu cầu của thiếu nhi trên địa bàn quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu cũng như các quận huyện khác địa bàn thành phố để có phương hướng và lộ trình. Chúng ta tiếp tục huy động các nguồn lực để chúng ta xây dựng thêm những khu vui chơi mang tính phù hợp với trẻ em và đặc biệt là hướng tới tiếp cận đến những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, những trẻ em khuyết tật có thể tham gia vui chơi với các bạn tại các khu vui chơi. Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, nhiều hoạt động hướng về đối tượng trẻ em khó khăn đã đang và sẽ tiếp tục được đồng loạt triển khai nhằm kịp thời chia sẻ, động viên, góp phần mang đến cho các em một mùa hè ý nghĩa. Trong thời gian sắp tới, Thành đoàn Hội Đồng thành phố sẽ tổ chức các lớp tập huấn tư vấn về tâm lý, sức khỏe, tinh thần và tâm thần cho trẻ trong thời gian các em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động thăm thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện ung bướu. Đồng thời đó thì Thành đoàn cũng tổ chức các cái cuộc thi, các cái hội thi nhằm nâng cao kiến thức cho các em về luật trẻ em, về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích để các em biết tự bảo vệ mình. Các hoạt động này nhằm thể hiện cái vai trò và cái trách nhiệm của các sở ban ngành hội đoàn thể trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng trong tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng thành phố cũng cho biết sẽ tăng cường kết nối hệ thống đoàn đội tại xã phường, quận huyện để đa dạng hóa các sân chơi hè cho thanh thiếu nhi, nhất là tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội.